Xin chào anh em, hello mọi người. Giới thiệu với anh em ở đây mình có một combo Canon 5D Mark 3. Máy thì còn siêu lướt rất là đẹp anh em nhé. Máy cực kỳ đẹp luôn. Anh em có thể thấy máy còn nghiệt si tất cả mọi thứ luôn. Zin chuẩn 100% nha các bạn nhé. Đấy, mời anh em chiêm ngưỡng body máy ảnh. Máy còn cực kỳ đẹp. Bên cạnh đây thì mình có thêm một chiếc lens nữa. Một chiếc lens có lẽ là lens rất rẻ anh em nhé, lens Canon 50 1.8 STM. Đây là một chiếc lens quốc dân. Nếu như anh em đang muốn chụp chân dung hoặc là anh em muốn chụp cà phê hay là dạo phố thì giới thiệu với anh em mình có một combo 5D Mark 3 kèm theo 50 STM. Combo này anh em có thể chụp được tất cả mọi thứ để anh em giữ lại tất cả những khoảnh khắc của cuộc sống cũng như là những khoảnh khắc đời thường. Hôm nay mình sẽ chia tay cùng với anh em một chiếc 5D Mark 3 đi kèm 50 ATM và hướng dẫn anh em sử dụng cơ bản chiếc máy này nhé. Cảm ơn đến anh Vương Giang Camera đã cho mình mượn chiếc máy này và chiếc lens này để chia tay cùng với anh em. Nếu như mọi người đang cần một chiếc máy ảnh, hoặc là anh em có thể mua ống kính, hoặc là anh em có thể mua những cái dòng máy quay, hoặc là tất cả những cái dòng máy ảnh chuyên nghiệp thì mời anh em ghé tiệm bên em, mời anh em ghé Vương Giang Camera. Địa chỉ cửa hàng của em là nhà số 7, ngõ 161 phố Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội. Việc đầu tiên thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu về máy móc trước đã. Thì đầu tiên thì chúng ta ở đây mình có một viên pin anh em nhé. Về viên pin của chiếc Canon 5D Mark 3 này thì sẽ sử dụng một viên pin S6 nhé mọi người nhé. Đây là một viên pin có dung lượng nó là 1800 mAh. Anh em có thể sử dụng thêm các mẫu pin khác như ở của RAW hoặc là Kingman thì cũng đều rất là ok. Đây là một viên pin xịn chính hãng đi theo máy. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em ráp pin cũng như là lắp thẻ nhớ. Thì đây mình có một chiếc thẻ nhớ nữa. Anh em có thể lắp thẻ nhớ từ 8GB cho đến là 32GB đến 64GB đến 128GB đều ok trên chiếc 5D Mark 3 này nhá. Ở đây thì nếu mà để lắp được pin được thì anh em bật phần dưới lên, nó có chữ phần back open này. Đó, anh em gạt nhẹ cái nút đây một cái, sau đó thì mọi người mở ra và anh em lắp pin cho mình. Chúng ta sẽ lắp pin, cái đầu pin này nó vào trong này, anh em đưa vào trong này cho mình nhé và đóng nắp lại. Đó, ok, như vậy là chúng ta đã lắp xong pin. Thẻ nhớ thì chúng ta sẽ ở bên cạnh phải của chiếc 5D Mark 3 này, nó sẽ có một khe thẻ nhớ thì anh em kéo cái này ra. Ở chiếc 5D Mark 3 này thì có một khe SD và một khe CF, thì chúng ta sẽ sử dụng khe SD. Anh em có thể sử dụng bất kỳ một loại thẻ nào cũng được và sau đó thì chúng ta sẽ đóng nắp lại. Như vậy là ok. Nam lens thì phía trước cái 5D Mark 3 này nó có một cái cảm biến, chắn cảm biến ở đây. Đó, thì chúng ta sẽ tháo ra. Anh em vặn được chiều kim đồng hồ nhé. Đây là nắp này, anh em vặn lại này. Ở trên cái đỉnh cái nắp này nó có một cái chấm mọi người nhé. Thì anh em đặt vào cái chấm đỏ này là ok này. Sau đó anh em đặt đúng hai cái chấm đỏ này vào nhau. Và anh em xoay nhẹ một cái. Rồi ok, như vậy là chúng ta đã nắp lại và tháo ra một cách rất là đơn giản. Rồi, đây là chiếc cảm biến của em 5D Mark 3 21.3 megapixel. Một chiếc cảm biến rất là tuyệt vời. Chất ảnh của 5D Mark 3 này cực kỳ đẹp. Rồi, tiếp đến đây chúng ta sẽ lắp lens. Lens 50 ATM. 50 ATM thì ở đây chúng ta sẽ có một chiếc lens rất là nhỏ gọn, xinh xắn, đáng yêu. Rồi, ở trên thân lens thì mình sẽ nói sơ qua một chút nhé. Trên thân lens thì nó chỉ có một duy nhất một cái nút gạt AF và MF thôi. Anh em muốn quay tay thì anh em gạt về MF, và anh em muốn tự động bắt nét tự động thì anh em gạt AF cho mình. Và khuyên anh em là nên để chế độ AF nhé. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ lắp với ngàm. Thì trên thân lens chúng ta sẽ có một cái chấm đỏ ở gần chỗ cái nút gạt MF AF này. Thì anh em chạm hai cái chấm đỏ này vào đây cho mình nhá. Đấy, anh em nhìn thấy hai cái chấm đỏ này chưa, chạm vào nhau này. Và sau đó thì anh em nhớ đặt kịch nhá. Và sau đó anh em xoay. Trái trường hợp là anh em đặt tư thế này, anh em cầm xoáy đây. Anh em cứ xoáy như thế này, cứ xoáy như thế này, xoáy như này là tách hết ngàm nhá. Mọi người hãy lưu ý, chỉ cần một cái lưu ý nhỏ thôi thì chúng ta đã lắp được một cái lens với cái máy rất là chuyên nghiệp và rất là xịn rồi. Anh em chỉ cần lưu ý cho mình đúng hai chấm đỏ trên lens, chấm đỏ trên máy, anh em đặt vào với nhau như này, nó khớp như này nhá mọi người nhá, nó phải khớp nhá. Đấy, thì anh em vặn, khi tháo lens ra thì anh em ấn vào đây, giữ vào cái nút này và anh em vặn ngược chiều kim đồng hồ cho mình một cái. Khi mà cái chấm đỏ nó đến giữa cái thân máy luôn thì anh em có thể nhấc được lens ra và chúng ta lắp lại như thế. Ok, như vậy là chúng ta đã lắp lens với lắp máy xong nhé, và lắp thẻ nhớ cũng lắp pin. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bật máy và sử dụng. Mình sẽ dẫn anh em sử dụng chiếc 5D Mark 3 này từ A đến Z. Chúng ta sẽ bật máy bằng cách anh em gạt cái nút on off ở bên trái này lên này. Đó, và trên đỉnh máy chúng ta sẽ có chế độ B, A, M, TV.
Đây là chế độ auto, là chế độ tự động thông minh nhé. Anh em nào không biết gì thì mọi người cứ bật chế độ đặc chụp cho này nhá. Nó tự động tất cả mọi thứ. Ví dụ như ở đây nhé, mình chụp một cái sạc dự phòng nhé. Đây mình có một con sạc dự phòng PD22.5W. Con này sạc chuẩn nhanh luôn, cổng USB cũng như là cổng Type C và một cổng Lightning. Đấy, nó sẽ đây mình sẽ đặt ở đây mình chụp nhá. Đây mình chụp nhá. Đây anh em nhá, mình sẽ đặt đây mình chụp nhá. Anh em có thể cho mắt vào ngắm hoặc là anh em không có cho mắt vào ngắm cũng được. Đây mọi người nhá. Đây. Mình bấm chụp nhẹ một cái thôi là được luôn rồi. Đấy. Không cần phải làm gì cả. Thật đấy, anh em có thể bật live view thì anh em bấm vào nút start stop này. Đây là hai cái tính năng mà mình nghĩ là anh em nên sử dụng, mà một là bật tắt với ảnh, hai chuyển sang chế độ A cộng, và thứ ba là anh em bấm vào đây cái để chúng ta nhìn thấy cái live view. Ví dụ như đây mình thấy live view rồi, anh em thấy chưa? Đấy nhá, mình sẽ chụp live view này. Live view thì chiếc 53 này sẽ hơi lâu một chút, nhưng mà nếu mà khi mà đã được nét rồi thì nó bắt nét khá là ngon anh em nhé. Đấy, mình sẽ lùi lại một tí nữa để cho bắt nét được nó gần. Đấy, như này là ok, chúng ta buộc cục tấm hình luôn này. Anh em bấm cục tấm hình cho vào giữa luôn này. Rồi. Ok mọi người nhé, chúng ta sẽ nhìn này. Đấy, anh em thấy chưa? Như vậy là ok, một tấm hình đã được chụp và anh em chụp một cách rất là nhẹ nhàng, đơn giản, không cần quá cầu kỳ. Nếu như anh em mới chỉ cần xoay cái nút này và muốn chụp ra video bấm start stop, như vậy là xong. Một tip khi anh em chụp chế độ A cộng này thì mọi người không cần phải chỉnh sửa bất kỳ một cái gì cả. Đây là một cái nút chụp, anh em chỉ cần bấm nút chụp lên cái là xong nhá. Và tất cả mọi thứ nó đều tự động cho anh em, nó có thể tự sắp xếp được tốc độ, khẩu độ cho anh em luôn và tự bắt nét. Nếu mà anh em mà bấm lên một cái, anh em cho mắt vào ngắm vào viewfinder này, ngắm để chúng ta chụp nhanh nhất nhá. Đây là một cái chế độ mà anh em không cần phải chỉnh sửa hoặc là set up bất kỳ một thứ gì cả. Rồi, chúng ta sẽ đi tìm hiểu về các cái nút cũng như là các cái vòng xoay bánh xe và những cái nút ở trên màn hình để làm gì nhá. Đầu tiên thì anh em hãy tìm hiểu cho mình, đầu tiên đó là các cái chế độ ở đây, các cái mod ở đây. Anh em muốn xoay được các mod thì cả anh em xoay giữ, anh em bấm giữ ấn một cái nút này và anh em xoay. Thông thường thì anh em hay hỏi mình là anh dùng chế độ gì, thì mình hay dùng chế độ M, nhưng mà M thì khá phức tạp, anh em cần phải tìm hiểu khá là nhiều. Một là anh em tìm hiểu về M là cái gì. M là menu viết tắt, M là chỉnh tay, thì chỉnh tay tất cả mọi thứ đó. Nếu như anh em mà thích kiểu AV hoặc là TV hoặc là P thì cái chế độ P là cái chế độ mà anh em chỉ cần chỉnh ISO thôi là được. Ví dụ như mình thích ISO cao thì mình tăng lên, còn đâu ISO và còn tốc với khẩu thì kệ, nó không cần, anh em không chỉnh được nhá. Đấy, ví dụ như đây mình muốn bù sáng thấp xuống một chút thì anh em thấy là tốc độ tự chỉnh này. Đấy, cái bù chữ EV ở trên 5D3 thì như này nó có tác dụng. Còn đơn giản dễ dùng nhất thì anh em chỉ cần xoay cho mình về chế độ A cộng. Còn nếu mà anh em thích chỉnh tay theo ý muốn thì anh em chơi M. Còn anh em chỉ thích, anh em thích chỉnh mỗi ISO thôi thì bật P. Đây là ba chế độ đơn giản, dễ dùng. Anh em muốn phức tạp thì M, còn đơn giản nhất thì dùng P. Còn phức tạp hơn một xíu bắt chỉnh ISO thì anh em chọn P cho mình. Còn nếu không thì anh em có thể chọn P thì anh em để auto luôn cho mình, thế là xong, đỡ phải đau đầu. Trên đỉnh máy nó sẽ có một cái nút, có một cái phần này gắn đèn này anh em nhé. Trên mình cái gù này, mình rất thích cái gù chiếc 5D Mark 3 này. Và bên cạnh phải đây chúng ta sẽ có một cái nút chụp. Nút chụp là cái nút mà mình nghĩ là anh em nên quan tâm. Khi mà chụp bắt nét ấy thì anh em nên giữ nửa cò là chụp. Sau đó thì anh em bấm nút chụp, bấm mạnh thêm một xíu là chụp được nhá. Đấy. Trên đỉnh máy thì chúng ta sẽ có một cái màn hình phụ đây, một cái đèn đây. Anh em có thể thấy là tối, anh em có thể nhìn thấy đèn ở đây. Còn ISO đây, nút ISO anh em chỉnh. ISO anh em có thể chỉnh được từ 1 cho đến là tận 25600 luôn. Ok, và phần AF chỉnh chụp liên tiếp thì anh em chỉnh ở đâu? Chụp liên tiếp thì anh em chọn cho mình đó là cái phần cái nút đầu tiên là cái bánh xe tốc độ, thì anh em sẽ xoay cho mình được là on shot hoặc là AI focus hoặc là AI servo. Còn cái nút bánh xe ở bên dưới thì anh em có thể chỉnh được cho mình đó là hẹn giờ. Chụp liên tiếp thì anh em bấm H cộng như này, thì mình sẽ test cái liên tiếp cùng với anh em nhé. Đây là cách chụp liên tiếp mà anh em muốn chụp chuyển động. Ví dụ như anh em chụp chạy nhảy thì các bạn chọn vào cái phần Dry AF này và anh em chọn AI Servo cho mình, cũng như chọn H cộng để chúng ta chụp chuyển động được một cách nhanh nhất. Và anh em cho mắt ngắm vào đây nhé, chứ anh em bật Live View lên thì chụp chuyển động sẽ mất rất là nhiều thời gian và bắt nét thì sẽ khá là khó.
Đầu tiên thì anh em cứ tìm hiểu hết cho mình các cái phím trước đã. Anh em có thời gian ngồi thì anh em hãy vọc hết cho mình phím. Đầu tiên là phím AF on, giữ lên để lên hết và giữ lên để chụp. Hoặc là anh em có thể giữ được cò đây, thì tùy vào cái cảm quan của mọi người. Nút reset cũng như là nút này là nút để anh em có thể chọn những cái vùng này nét. Ví dụ như đây mình muốn nhìn thấy này, anh em bấm vào info cho mình hai cái nhé, một cái này, hai cái, ba cái này. Anh em bấm vào đây này, anh em có thể chọn này. Ở cái phần về cái phần này led thì mình nói chi tiết một tí nhé. Anh em nào cố gắng xem cái đoạn này. Đầu tiên thì anh em có thể chọn cho mình là một điểm nhá. Mọi người chọn cho mình một điểm, hoặc anh em chọn cho mình là 3 điểm hoặc là 5 điểm thì tùy vào. Ở đây mình để luôn là full 61 điểm nhá anh em nhá. Nếu anh em muốn chuyển đổi nhá, ví dụ như đây mình bấm vào đây, anh em muốn chuyển đổi thì anh em bấm vào nút máy FE này cho mình. Anh em có thể chuyển đổi ra là 9 điểm này, hoặc là anh em có thể điểm ở giữa này, hoặc là anh em lấy nét toàn khung này, hoặc là anh em lấy một điểm này. Đấy, điểm to này, và đây là 1 2 3 4 5 điểm này, 9 điểm này. Thì thông thường thì anh em nếu mà mọi người chụp một đồ, một món đồ thì anh em bật một cái điểm nhỏ này. Đấy, hoặc là anh em để một điểm bên này. Hoặc là nếu mà anh em mà chụp, nếu mà chụp tập thể thì mọi người nên để cái chế độ ở giữa này, 9 này, hoặc là anh em để chế độ wide này. Nhưng mà mình vẫn khuyên mọi người là nếu mà chụp tập thể nét ngon ấy thì anh em để cái chế độ ở giữa này 9 điểm này nhá. Hoặc là anh em để chế độ 5 điểm này nhá. Đấy, nếu mà ngon nhất thì vẫn là 9 điểm. Anh em cứ phang 9 điểm ở giữa cho mình và bắt nét vào giữa ở người ở chủ thể nhá. Và nét toàn bộ thì anh em có thể chuyển sang chế độ M. Nếu mà anh em muốn chụp nét căng tất tần tật luôn thì anh em chuyển sang chế độ M cho mình, và anh em để cho mình là 5.6 đến 6.3. Đấy, còn ISO thì anh em hạn chế cho mình nhá. ISO anh em hạn chế cho mình dưới 4.000 quay đầu nhá. Dưới 4.000 thì anh em để tầm 2.500, nhưng mà mọi người phải đánh đèn nhá. Chụp trong đêm phải đánh đèn nhá. Ở các cái nút như menu này, info này, nút này là nút anh em có thể chụp nhanh được. Một là anh em chọn picture style, hai là mọi người chọn multi exposure là chụp chồng ảnh, và ba là anh em có thể chụp HDR. Thì cái này tùy anh em. Ở đây mình chọn picture style nhanh thì anh em bấm đây một cái. Và picture style là cái gì? Picture style là những cái profile anh em có thể chụp ra được những tấm hình nó theo ý muốn của mình. Ví dụ như anh em chọn tiêu chuẩn này, hoặc là mọi người chọn chân dung này, hoặc là anh em chọn phong cảnh này. Đấy, thì đây là chế độ mà mình hay xài, đó là chế độ portrait. Mình sẽ nói thêm các nút, còn setup tí mình sẽ hướng dẫn anh em sau. Nút reset sao này, nút zoom này, ví dụ như đây mình muốn zoom ảnh lên này, mình zoom, anh em kích vào nút play và zoom hình lên, kết hợp với cái phím này, anh em zoom hình to nhé, đó, cũng như là nút play, nút xóa, đây mình muốn xóa đây chẳng hạn, xóa, anh em xoay cái vòng này, set một cái, xóa, đây mình lúc nãy mình chụp high speed, mình chụp liên tiếp. Bắt nét thì nếu mà mọi người chụp liên tiếp thì anh em nên bắt nét, thì anh em để AI cho mình nhá, AI servo cho mình. Đó, ok. Và chụp liên tiếp thì anh em xoay đây cái sang H cộng luôn. Wow, xịn luôn nha. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ tìm hiểu đến các cái nút này. Quick này, joystick này, joystick này cũng như là nút start top và nút set và nút knock. Một số anh em hỏi anh ơi vì sao em không chuyển nhập khẩu thì anh em knock cái này rồi. Đấy, knock cái này rồi nhá. Knock nhá, đấy, chúng ta sẽ gạt về ban đầu như này, anh em chuyển nhập khẩu nhá. Đây đó, cái 50 này chúng ta có thể chỉnh đến khẩu 1.8, khá là ngon. Sơ bộ về các nút thì chúng ta sẽ có một menu 2 info, 3 là chụp mà chọn picture profile chồng hình, 4 là red, 5 là zoom, 6 là play, 7 là nút xóa. Ở trên đỉnh máy nó sẽ có một là AVFB là chúng ta cân bằng trắng, anh em có thể chuyển đổi cân bằng trắng, hoặc là anh em đo sáng luôn. Ở đây thì mình đã đo sáng toàn khung luôn nhé. Đây, đo sáng toàn khung luôn. Anh em mới thì tốt nhất là cứ để AVKB cho mình cho nó lành. Rồi, tiếp theo đó là phần AF servo, chụp liên tiếp, chụp một tấm hình anh em chọn unshot cho mình nha. Đó, ok. Thứ hai là phần ISO. ISO thì anh em giới hạn cho mình nhá. 5D Mark 3 hay là có giờ 3 hay là giờ 5 hay giờ 10 hay là giờ 3, giờ 5, giờ 6 thì anh em cũng nên hạn chế cho mình ISO để tầm 5.000 quay đầu thôi nhá. Hạn chế để ISO 10.000 và một nút đèn cũng như là một nút là chụp máy FN, vòng xoay tốc độ. Anh em có thể gắn cái này tốc của tập khẩu tùy anh em, và một cái màn hình phụ cũng như là nút bật đèn ở đây, cũng như là bên cạnh chúng ta sẽ có một nút start top, chỗ này sẽ là nút chỉnh cận để anh em có thể ngắm. Đây anh em nhìn thấy trên đỉnh có một nút on off, một nút start top để bật night view, hai joystick, ba quick, và mình sẽ dẫn anh em sử dụng cái quick này nhá. Cái quick này thì anh em có thể sử dụng thêm, đó là cái phần custom control. Custom control thì các bạn ở đây nhá, mình sẽ xem nào, cái joystick thì anh em
bình thường nó sẽ off nhá, thì mọi người hãy để cho mình là iPhone Direct Selection nhá. Có nghĩa là gì? Thì mình muốn chỉnh, ví dụ như đây nhá, mình bấm vào đây để chỉnh này, anh em có thể chỉnh đây dị, hoặc là anh em gắn mắt lại anh em chỉnh cái joystick và để cho nó sẽ tìm cái điểm nét để anh em chụp một cách tuyệt vời nhất và nhanh nhất. Đó là một cái khá là hay ở trong cái phần quick nhá, cái chỗ này đây nhá anh em bấm quy một cái đấy, thì anh em chọn vào đây đó, ok nhá. Các bạn để cho mình on lên cho mình như này, ok. Nút cuối cùng nó là nút set, nên là một cái nút quyền lực cũng như là một cái vòng xoay ở đây. Dưới chúng nó sẽ có một phím lock và bán cầm. Chiếc con này ban là thiết kế máy cực kỳ đẹp, to và một cầm rất là vừa tay, chắc tay, rất là chuyên nghiệp. Chúng ta sẽ đi vào menu. Menu thì anh em ở trong máy 5D3 này nó sẽ có 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái menu. Ok, chúng ta sẽ vào menu máy ảnh. Chất lượng hình ảnh thì anh em muốn chụp RAW thì các bạn để RAW. Còn nếu mà anh em lấy JPEG hoặc là anh em muốn lấy JPEG ngon thì anh em để RAW L, còn không thì các bạn chỉ cần để cho mình là S1 thôi là ok rồi nhá. RAW mình sẽ chất lượng mình sẽ để như này. Còn nếu như anh em mà không cần chất lượng RAW thì anh em chỉ cần để một L thôi như này là chất lượng tốt nhất. Thì thông thường mình hay set là S1 với RAW, bởi vì mình không bao giờ xài file JPEG bao giờ cả, ít cực luôn. Image review mình sẽ chọn là 2 giây cũng như là beep on, và đây là cái phần Zinley Shutter Without Card là on, có nghĩa là chụp ảnh không có thẻ, chụp cho phép chụp ảnh không thẻ, mình cho phép nhé. Rồi đến tab thứ hai đó là cái phần ISO setting thì không nói rồi, mình sẽ chọn cái ISO ở cái auto lighting optimizer thì mọi người chọn cho mình là on lên nhé. Ở đây thì anh em bấm vào info, anh em để standard hoặc là để 2 cho mình nhé. Mình khuyên anh em để 2 luôn để cho chi tiết, còn nó ảnh nó ngon, chụp nên nó file JPEG nó gốc nó đẹp. Còn nếu không thì anh em có thể để standard, cái standard cũng được. Standard thì mình thấy nó ok, nó không chênh lệch so với file RAW là bao nhiêu. Còn nếu mà anh em để 2 thì file RAW sẽ tối hơn 1-2 khẩu nhá. Qua một lần anh em auto cho mình như lúc đầu mình nói luôn. Phần ám màu thì anh em cũng để ở giữa luôn. Cái này ám màu thì mình hay ám như này nhá mọi người nhá, hay ám như này cho da nó hồng thì hoặc vào bên này. Đây, đây là cái mà mình hay ám luôn, chụp ra file gốc đẹp luôn nhá mọi người nhá. Đấy, hoặc là anh em muốn hồng hồng tí thì anh em tùy vào từng da từng người nhé. Đây, còn nếu mà da vàng quá thì anh em chơi ám hồng với tím này cho mình nhé. Đấy, như này là da rất là đẹp luôn. Rồi, tiếp tục đến picture style. Picture style mình sẽ chọn portrait nếu anh em chụp chân dung, và anh em tăng nét cho mình lên một xíu bằng cách bấm info. Mình thích tăng nét căng hết cỡ luôn, hoặc là anh em có thể để 5, nhưng mà mình thích 7, mình chơi 7 cho nó rực rỡ. Contrast mình sẽ trừ đi 2 vạch thôi, 5D3 này contrast nó khá yếu. Saturation trừ 1 và cho ảnh nó nhẹ nhàng. Và Portrait mình chọn hồng xíu, trừ 1 đi, cộng với nó sang vàng và trừ nó sang hồng mọi người nhá. Đó, như vậy là xong. Đây là setup của mình. Anh em có thể tham khảo, hoặc là anh em tùy, anh em có thể setup theo ý của mình cũng được. Rồi, ok. Low Exposure, Low Resolution mình off. High ISO, Speed and Error mình off, mình disable đi. Tất cả mọi thứ mình disable đi. Ok, như vậy là xong này. Thứ hai là chúng ta sẽ bật cái phần GIF Play lên cho mình. Đây là những setup cơ bản nhất của máy. Ok, như vậy là xong nhé mọi người nhé. Setup cơ bản như vậy là ok rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ tìm đến cái phần iPhone Display thì chúng ta sẽ disable hoặc là anh em on lên. Những cái này cũng không quan trọng lắm đâu, anh em có thể giữ, anh em có thể setup cũng không được, được và không cũng không cần. Và format thẻ làm ở đâu? Format card làm ngay ở cái tab số 1 của cái hình setup này nhá. Đó, như vậy là xong. Và tiếp theo là chúng ta sẽ chỉnh ánh sáng. Ánh sáng thì các bạn sẽ chọn cho mình là manual lên và anh em để 5 nhá. Đây là ánh sáng mà anh em ra ngoài trời nhìn nó dễ. Còn trong phòng anh em để 4 cũng được, nhưng mà mình vẫn để 5 nhá. Đây là cái setup cơ bản nhất của trên chiếc 5D Mark 3. Rồi ok mọi người nhá. Mình vừa mới hướng dẫn anh em sử dụng chiếc máy ảnh 5D Mark 3 này khá là chi tiết, hướng dẫn anh em làm sao mà sử dụng nét chính xác, cũng như là bắt nét vào chủ thể, cũng như là chụp tập thể, và hướng dẫn anh em setup cơ bản, cũng như là một vài cái phím sơ bộ ở đây. Nếu mọi người thấy hay thì đừng quên cho mình xin một sub, một like, một share và một bấm chuông. Rồi xin chào mọi người. Nếu anh em đang cần máy ảnh hay anh em đang cần mua ống kính thì mời anh em ghé tiệm bên mình, mời anh em ghé Vương Giang Camera. Địa chỉ cửa hàng mình là nhà số 7, ngõ 161 phố Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội.